Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Google đang tìm cách giải quyết vấn đề chữ viết xấu như gà bới của nhiều bác sĩ. Công ty Google đang tích cực hợp tác với nhân viên y tế để xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, có khả năng đọc được những dòng chữ viết tay xấu như gà bới, chữ viết tay khó đọc do tốc ký, dùng các ký hiệu riêng hoặc viết ẩu là vấn đề phổ biến mà một số bác sĩ từ lâu nay luôn bị phê bình khi viết những đơn thuốc gây khó khăn cho bệnh nhân và người nhà bởi không mấy ai có thể đọc được chúng. Công ty Google trình diễn tính năng này với sự trợ giúp của L tại hội nghị thường niên được tổ chức mới đây tại Ấn Độ. Tuy nhiên, tiến sĩ Manish Gupta, giám đốc nghiên cứu của Google Ấn Độ cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi hệ thống này có thể sẵn sàng cho việc áp dụng vào thực tế. Theo những gì quan sát được từ phần trình diễn do các chuyên gia Google thực hiện, thì người dùng có thể scan hoặc là chụp ảnh đơn thuốc viết tay do bác sĩ kê rồi tải hình ảnh lên hệ thống để giải quyết. Hệ thống này sẽ là một phần của Google Lens, một công cụ ứng dụng AI của Google có thể dịch ngôn ngữ và nhận dạng các chữ viết khác nhau đã được tích hợp sẵn trong thanh tìm kiếm của Google. Tạp chí Time trích dẫn một nghiên cứu do Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ công bố năm 2006 cho biết chữ viết tay của bác sĩ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, thậm chí gây nên các trường hợp tử vong. Báo cáo cho biết vào thời điểm nghiên cứu, đơn thuốc có chữ viết tay cẩu thả của các bác sĩ bị cho là nguyên nhân giết chết hơn 7.000 người mỗi năm và hơn 1.5 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng đến sức khỏe do mua và uống nhầm thuốc. Giám khảo American Idol bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Ngày 30 tháng 12, tạp chí Rolling Stone đưa tin ca sĩ Steven Tyler bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên vào thập niên 70. Bài viết cho biết một phụ nữ tên là Julia Misley, 65 tuổi, đệ đơn lên tòa án tối cao Los Angeles, kiện ca sĩ Steven Tyler vì tội tấn công, hành hung tình dục và cố ý gây tổn hại về mặt tinh thần khi nguyên đơn mới 16 tuổi. Trong đơn kiện, Misley cáo buộc Steven Tyler lợi dụng địa vị và quyền lực của một nhạc sĩ và ngôi sao nhạc rock nổi tiếng để tiếp cận, thao túng, bóc lột, tấn công tình dục Misley trong khoảng thời gian 3 năm. Steven Tyler không có tên trong đơn kiện mà chỉ được xác định là Joan trong số 50 bị cáo. Tuy nhiên, trong một thông báo được luật sư của Misley đưa ra ngày 30 tháng 12, Misley xác định Steven Tyler là bị đơn của vụ kiện. Trong cuộc phỏng vấn với Carson, nhà hoạt động chống phá thai, Misley kể lại việc gặp gỡ Tyler khi mới 16 tuổi và việc mang thai sau đó. Tyler đưa Misley về phòng khách sạn hỏi thăm thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình của Misley và đêm đó Tyler thực hiện nhiều hành vi xâm phạm tình dục với Misley. Sáng hôm sau, Tyler thuê taxi đưa Misley về nhà. Hành vi xâm phạm tình dục của Tyler đối với Misley tiếp tục diễn ra sau buổi biểu diễn ở Seattle. Khi đó Tyler 25 tuổi và Misley mới 16 tuổi. Năm 1975, sau khi quan hệ tình dục với Tyler, Misley mang thai khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, Tyler ép Misley phá thai nếu không bỏ đứa bé. Tyler sẽ dừng việc chu cấp. Khi đó, Misley hoàn toàn phụ thuộc vào Tyler nên rất sợ hãi. Sau khi phá thai, Misley rời khỏi Tyler để thay đổi cuộc đời. Steven Tyler sinh năm 1948 là giọng ca chính của nhóm nhạc rock Aerosmith vào thập niên 70. Ngoài ra, ông còn là giám khảo cuộc thi American Idol mùa thứ 10 và 11. Lốc xoáy tại cửa kim tự tháp El Castillo, nhiều người cho rằng thần linh nổi giận. Hình ảnh về trận lốc xoáy tại khu khảo cổ tại Chichen Itza ở Yucatan khiến nhiều du khách hoảng sợ lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cơn lốc xoáy là dấu hiệu sự tức giận của thần linh. Đoạn video do một người dùng Internet có tên là Brian Romeo đăng tải vào ngày 27 tháng 12 cho thấy một cơn lốc hình thành ở chân cầu thang của kim tự tháp El Castillo, sau đó bay lên trời và di chuyển dọc theo sườn của ngôi đền cổ. Hình ảnh cho thấy nhiều người dân la hét và chạy ra xa khỏi kim tự tháp. Những người ở xa thì rất bất ngờ vì hiện tượng này đã phải lấy ngay điện thoại ra để ghi hình lại. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng đây là sự nổi giận của thần linh khi con người đang khai thác ngôi đền cổ để phát triển du lịch. Cũng có người cho rằng một số du khách có hành động kỳ lạ xâm phạm đến ngôi đền khiến cho thần linh nổi giận.
Chichen Itza là một thành phố ở Mexico được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO, đồng thời cũng được đưa vào danh sách kỳ quan thế giới năm 2007. Theo Internet, Chichen Itza là một thành phố cổ ở miền đông Mexico, nằm trên bán đảo Yucatán. Cư dân Maya và Toltec cổ đại sống trên địa điểm này. Địa điểm nổi tiếng nhất trong thành phố là El Castillo, một kim tự tháp cao 24m và một ngôi đền trên đỉnh. Theo các nhà khảo cổ học, Chichen Itza là một trong những thành phố cổ còn sót lại trên thế giới cho đến tận ngày nay. Mặc dù đã tồn tại rất lâu nhưng cũng đến ngày nay, kim tự tháp Chichen Itza Mexico vẫn còn ẩn chứa nhiều điều thần bí, thiêng liêng mà con người vẫn chưa khám phá được. Ẩm thực của nước Ý đứng đầu thế giới về chất lượng. Theo CNN, Ý giành được vị trí quán quân với tổng số điểm là 4.72 trên 5 trong bảng xếp hạng ẩm thực các nước do người tiêu dùng bình chọn trên nền tảng kỹ thuật số về du lịch ẩm thực Taste Atlas. Mới đây, trang ẩm thực Taste Atlas công bố kết quả khảo sát ý kiến của người tiêu dùng bình chọn ẩm thực của Ý đứng đầu trên toàn thế giới về chất lượng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ý Francesco Lollobrigida nhấn mạnh kết quả bình chọn của Taste Atlas là một bằng chứng mới nhằm khẳng định vị trí xuất sắc vốn có của ẩm thực truyền thống Ý. Ông Lollobrigida kêu gọi tiếp tục bảo vệ, nâng cao di sản quốc gia này, đồng thời tăng cường nhận thức và hành động để giới thiệu quảng bá sản phẩm Made in Italy ra thế giới. Dựa trên ý kiến đánh giá của người tiêu dùng, nền tảng Taste Atlas được đưa ra bảng xếp hạng các quốc gia gắn liền với những món ăn, đồ uống phổ biến được ưa chuộng nhất. Theo đó, Ý giành được vị trí quán quân với tổng số điểm là 4.72, trên thang điểm tối đa là 5. Nhờ những đại diện tiêu biểu trong danh mục tổng thể gồm hơn 15.000 món ăn, nguyên liệu được Taste Atlas đề nghị, nổi tiếng nhất là bánh pizza, tiếp theo là các món risotto, tagliatelle, kem sốt bolognese, mì ống carbonara, ravioli, gochi, tiramisu. Chiếm các vị trí tiếp theo là đại diện của nền ẩm thực Hy Lạp với 4.68 điểm, Tây Ban Nha và Nhật Bản cùng được 4.59 điểm, Ấn Độ 4.54 điểm. Ngoài ra, bảng xếp hạng của Taste Atlas cũng vinh danh những điểm đến ẩm thực nổi tiếng nhất ở mỗi quốc gia. Du khách có thể lựa chọn đến quán Osteria Modonida ở thành phố Vicenza hoặc là Amerigo da 1934 Bologna, Locanda de Vattac 1870, Gorizia, Trattoria Trip Milan với những hương vị truyền thống đích thực khi đến thăm nước Ý. Một vài lợi ích của việc cắt bỏ đường trong khẩu phần ăn. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị mỗi người nên hạn chế lượng đường bổ sung dưới 10% lượng calo hàng ngày. Những khuyến nghị này không bao gồm đường tự nhiên có trong thực phẩm nguyên chất, chẳng hạn như là trái cây, rau củ, sữa. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều đường, dù tự nhiên hay là nhân tạo, bạn có nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh gan, tiểu đường, béo phì và các tình trạng sức khỏe khác. Theo đó, khi cơ thể tiêu thụ đường, tuyến tụy phải tiết ra insulin để xử lý lượng đường trong máu. Càng xử lý nhiều đường, lượng insulin tiết ra phải càng nhiều để duy trì sự cân bằng. Tình trạng này xảy ra thường xuyên có thể gây kháng insulin, nghĩa là các tế bào dần dần ngừng phản ứng với insulin và đường tích tụ trong máu. Kháng insulin dẫn đến tiền tiểu đường. Một số nghiên cứu chỉ ra những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều đường bổ sung có liên quan đến nguy cơ béo phì thừa cân. Chế độ ăn nhiều đường bổ sung còn có liên quan đến mỡ bụng. Trong khi vòng bụng lớn, nhiều mỡ bám quanh các mô làm tăng khả năng mắc các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường và bệnh tim. Có thể duy trì lượng đường bổ sung dưới mức khuyến nghị hàng ngày bằng cách chọn những thực phẩm ít đường, trái cây và rau để có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm mỡ bụng. Bên cạnh đó, với một người hảo ngọt, các mảng đường sẽ dính ở trên răng nhiều hơn. Theo thời gian, vi khuẩn trong miệng phân hủy đường để tạo ra axit, phá hủy bề mặt răng, gây sâu răng, viêm nướu. Người tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có nguy cơ mắc bệnh gan, nhiễm mỡ cao. Giảm đường bổ sung là một biện pháp đường khuyến cáo có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan. Các chuyên gia khuyến cáo ngay cả khi một người có cân nặng khỏe mạnh, việc giảm lượng đường bổ sung có thể giúp ổn định huyết áp, cholesterol và chất béo trung tính, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.